sau thất bại của mình khi tiêu 3.000 nhựa cho Furina, thì lần này thì mình sẽ chuyển sang một bí cảnh mới, đó chính là bí cảnh tháp duyên giác, nơi có hai bộ Ký ức rừng sâu và Giấc mộng hoàng kim. Một trong hai bộ là bộ mạnh nhất hiện tại của Nahida, cũng là một trong những nhân vật mình yêu thích của mình ngoài Noi Chề với lại Furina. Bộ còn lại là bộ có thể dùng cho rất nhiều nhân vật mình đang chơi như là Ao Hai Thầm, Sino và Gaming. Nhưng mà Nahida của mình rất là khó để nâng cấp, hiện tại thì nó đang top 1%. Thì liệu 3.000 nhựa này có bị lãng phí như là 3.000 nhựa của Furina hay không? Mọi người hãy cùng tìm hiểu với mình nha. Ok, nhựa đầu tiên. Cô hay lòng, double phong ngữ. À, thấy khởi đầu không thuận lợi đó. Tăng trị liệu này cả bay du cũng không xài được nữa. Ây da. Một cái lông một cái hoa. Tinh thông nguyên tốt max. Xem thử. Ê, cái này không đủ tốt ha. Một cái hoa và một cái đồng hồ. Nghĩ. Tấn công tinh thông B. Đây là cái ly, quên. Ly double phòng ngự. chịu. Cái này nó HP phần trăm với tinh thông này nó vô hết. Vô hết HP phần trăm thì xài được ha. Rồi nó vô hết tinh thông hoặc HP phần trăm. Ơ, nó vô hết HP thiệt kìa. nó giỡn mọi người, người mà nó ra thiệt luôn, hài điên. Hay da. Thật ra, nếu vậy xài được cái Nilo nha. Để Nilo cô. Ê mọi người, cái này mạnh thiệt mọi người. À, tuy là huyết vương á nhưng mà Nilo xài mạnh điên. Nilo thì đang 22 nè. Đổi cái này cái mạnh điên luôn. Ôi nó còn tinh thông 23 nữa mọi người. Ôi cái này tinh thông có 16 à. Ok thì cũng ổn. Nilo lên hạng thay, để mình sẽ cập nhật lại hạng thứ hạng của Nilo sau vài phút nha. Một cái lông suy nghĩ. HP tinh thông suy nghĩ được. Tấn công sát thương bạo cũng được ha, cũng nhìn cũng ổn. Để coi nó vô có tinh thông hết không. Ê mọi người vô tinh thông hết kìa, ngon kìa. Ê 72 tinh thông là hơi bị đỉnh á, hơi bị đỉnh xã hội nha. Đúng không, lông mà 72 tinh thông mà hơi bị đỉnh xã hội á. Vô à, mà cái cuối nó cũng ráng vô phòng ngự nữa. Ok mà vậy ngon rồi. Này lên 4 thử coi. 4 nó vô hết bạo thì nghỉ. Cho tỷ lệ thì suy nghĩ. À nó vô HP. Ok. Lần này sẽ ra gì đây? Cái lông, cái hoa và cái mũ. Nó bụt thế đâu. Cái này mình không xài, mình Cookie, mình xài cái set mạnh nhất của Cookie rồi ha. Nhưng mà vẫn nâng cái này thử được. Ấy từ tỷ lệ bảo kích với lại tinh thông là mặc dù có hai dòng phòng ngự nhưng mà có lẽ nào nó vô sát thương bạo xong nó vô tinh thông và sát thương là mình mừng lắm rồi. Thôi nên không vô một dòng tinh thông, mỗi cái một dòng mà double crit thì thôi. Mà công nhận một phòng ngự dễ ra cái phòng ngự còn lại thiệt ha mọi người. Nó vô HP rồi. Giờ thì hai set Ký ức rừng sâu ha. Ấy cái này suy nghĩ được rồi mọi người, khá ổn, nhìn khá ổn ha. Tăng sát thương nguyên tố lôi cũng nâng được lên 4 thử. Anh nó vô HP. Vô HP chịu, nói gì nữa. Ok cái này mà vô tỷ lệ bạo thì mình suy nghĩ HP, ấy tinh thông HP cũng được. Từ vô hết tinh thông không mọi người, mọi người nghĩ vô hết tinh thông không? B tinh thông này bay du được ha, phải vô sát thương bạo. À cái này mình đang cần cái đủ HP cho bay du, tại bắt du còn nạp nữa, nói chung là không đủ tốt ha. Giờ mỗi cái thứ quay mọi người nhìn vòng kìa. Nhìn cái vòng kìa mọi người. Cái này mà vô tỷ lệ bạo. Từ khoan kẹt quay tỷ lệ B. Nhưng mà cái này vô hết sát thương bạo không ta? Được. Vô hết sát thương bạo hoặc thì quả nạp thì xài được rồi. Suy nghĩ rồi.
Ấy nó vô hai lần thì quá nạp mọi người, xài được, xài được. Xài được nha. Tại cho mấy character mà dùng nạp được á. Mà lần cuối nó vô tấn công. Ok, nhưng mà nhà lữ hành xài được, nhà lữ hành xài được. Nhà lữ hành hiện tại của mình đang xài một cái này. Cái này nè, đó. Thì tinh thông cũng nhiều ha, hiệu quả nạp cũng nhiều. Nhưng mà cái này cũng có thể làm offset cho chính MMT cũng được. Double phụ ngữ. Hai cái hoa. Cái hoa của set này hơi khó nâng á. Nhưng mà có thêm cái nữa cũng không tệ lắm. Mình đang cần build Sino mà. The next day. Farm cho Nahida. Lâu á. Lâu hả? Em top 1% Nahida rồi mà. Ê, cái này chắc đấy, cả lâu. Đầu này. Này suy nghĩ, em không không khó tính. Như ai đó. Ừ, nhưng mà ý nói thật là em vẫn ít đồ, nhưng mà đồ em toàn đồ xịn. Hay á, hay á, hay khoe. Ủa nhưng mà em thắc là bộ trưởng khoe á. Đang thắc mắc là, nói thiệt đang thắc mắc là sao giờ Akasha nó vẫn chưa có cái cái này bỏ đi vậy. ý nói là giờ vẫn đang thắc mắc là tại sao nó chưa có cái vụ thánh di vật của ao hai thầm. Em đang thắc mắc cái vụ đó. Bây giờ là đồ ao hai thầm tiếp, ngon. À mà cái này thì không ngon. Ngon. Set thì ngon. Là ngon chưa? Set thì ngon nhưng mà đồ thì không ngon. Nilo chăng. Thì cái mục rồi. Tiêu video này là nâng cấp cho những character rồi, có liên quan đồng hồ thảo. Bây giờ đồng hồ Nahida đúng không? Tinh thông thôi. Đúng rồi. Từ từ đã. Cái này suy nghĩ. Cái này giữ được. Ừ, cái này suy nghĩ được, suy nghĩ thử. Được. Ê, quay. Ê. Quay a minute. Và đó là hai món. Một nón tinh thông là ngon này. À không, nay đây là nón tỷ lệ sát thương chứ nhờ. Ừ, nhưng mà nó tinh thông 4 dòng thì quá nạp sát thương tỷ lệ thì cũng không thằng làng lắm ha. Nếu mà thì 5... nè, nón sát thương, dòng tỷ lệ tinh thông. Ờ thì đúng dòng phụ á mà dòng... Đúng là tỷ lệ sát thương mà, ớ từ từ. Vậy là nè. Nhưng mà các bạn đừng có làm theo nhá. Vậy là đầu tiên là nạp nha. Ờ thì phải đủ nạp đã. Ê, cái này cũng suy nghĩ được nè, thấy không? Cái này, cái hay của cái set này á, set thảo rồi á. Là Nahida không xài được thì có rất nhiều con có thể bu vô xài. Ừ, rồi cái này thì sao? Cái này đi em. Bỏ đi em. Ừ, em thấy hai phòng ngự em không có tin tưởng lắm á, đúng không? Không phải không tin tưởng lắm, bỏ chứ lắm đi, không tin tưởng. Một cái lông... Cái gì đây? Cái gì đây? Nâng không? Hơi mai nhá. Em muốn múa Ấn Độ luôn rồi nè. Em đang múa Ấn Độ nè. Nâng không? Thử lên 8 thì nó không vô tính sao không? À rồi thôi. Cái tiếp theo. Ông ngự. Ngự vương. Ôi hát đi. Ô. Ê. Thiệt kìa. Ê. Độc lĩnh thiệt kìa. Ê. Độc lĩnh cứ thể ra gần. Tự nhiên giờ nó hai món HP, hai món sát thương mới hay nè. Lúc này mới hay nè. Ok. Mình làm trò xíu không? Ừ, 21 HP. Vô, 21 HP. À, thấy không? Ê, vậy video này rốt cuộc là vậy hợp lý là. Ê, da. Ê, mọi người, ê mọi người, ê mọi người. Panda Hida Nilo được độ 79 ổn. Rồi, bây giờ tới cái này. Cái mà tiếp cái này tiếp. Là tỷ lệ bạo, tỷ lệ nha. À mà thường mà khi mà nó tỷ lệ nó không lên thử mà. Ừ nhưng mà nâng lên thử không chắc được nhờ, thử nha. Em bị thiếu đồng hồ tỷ lệ à, em bị thiếu đồng hồ tinh thông đúng không? Không, thật ra đủ mà, nhưng mà ý là đồng hồ tinh thông cậu okay, hiểu ok đủ cho ngự. Không, em đang tính nói là nó thiếu hiệu quả nạp rồi. Em đang tính nói là nó thiếu hiệu quả nạp, nó vô hiệu quả nạp thiệt kìa. Ok à. Mỗi thứ một dòng ha, 7.8 mắt nè. Không, nếu mà vô sát thương không có lựa chọn thứ ba. Không, nếu sát thương lắm vô HP chỗ đều. Vấn đề là nếu sát thương nữa em lại dùng. Tại vì em không có xài được. Em không có xài cái vậy là chúng ta giảm một option 2 nạp. Ừ, chỉ có nạp thôi. Và đó là ê. Hết. Hơi ma. Ui.
Ê gì vậy? sao tự nhiên hai đồ nào hai đồ mới ra nó toàn ngửa cửa đi đường vậy? giờ đi kiếm phút sao nâng chạy. A few minutes later. Ok, hàng kim tiếp. Thêm một cái tỷ lệ bạo nữa. Cửa viên thứ nhất. Vô tấn công. Mai chuẩn. Để ấn cửa viên thứ hai. Ô nhân 5. Cũng mai chuẩn luôn ha. Mai chuẩn. Ok, chúng ta đã mở khóa. Ok, cái này thì mình có một cái y chang cái này luôn, 40 CV vậy ha. Cho nên là nếu mà lần này nó không rớt vô trong nó rớt vô trong một là tỷ lệ bạo, hai là sát thương bạo thì mình sẽ sử dụng cái này ha. Mặc dù nó 34 CV, mặc dù mình vô đó. Thử rồi, vô. À, ok, có phút. Có phút. Rồi, giờ tới cái này, liệu nó vô hiệu quả nạp lần cuối hay không? Rồi, vô. Nó vẫn là nâng cấp cho nhà lữ hành rồi. Ok, nó vẫn là 2% hiệu quả nạp nâng cấp rồi, cho nên là yeah. Kiểu anh không tin cái này ra đâu thiệt. Ok. Ok. Em mai anh từ. Mày quá. Chứ mà mày nói 3 lần này cũng đi á. Anh nghĩ nó sẽ vô á. Ok. Vô sọt lát á. Rồi sao mày dễ dãi vậy hả? Tại tao dễ dãi vậy em. Em thiếu đồ anh. Lần thứ tư hay lần thứ năm rồi? Thứ năm rồi, full. Tinh thông mắt kìa. Đi. Không đi được. Lần này thì đi nè. Dễ dãi quá em tôi. Ủa giờ tao mắc tinh thông thì quá. Cha. Giờ tao mắc tinh thông em thì... Anh em hãy cho một comment xuống dưới để cho ông Hạo khó khăn lên xíu coi. Dễ dãi quá. Đúng, đó. À, không. Cái này thì đó, không tin thông đó. Rồi đó, đó là sao? Không, em đang nhìn ấy? Em đang nhìn lộn cái crit. Đó này. Sao ấy? Em nhìn lộn cái crit, thông cảm. Ok, tới cái này. Là sao ấy? Là sao ấy? Rồi tấn công ấy, bỏ. Thì bỏ chứ, đang bỏ nè. Đúng. Nó đang ngự tiếp nhá. Đó. Nhìn, tôi mắt nhìn 4 năm của anh không sai được. Con này anh nghĩ vô hiệu quả nạp hay HP phần trăm không? Để xài cookie. Ra cái gì cũng bút trừ nạp. Đó nó ra, bạo luôn ai chơi. Thấy không, những khúc như thế này là sẽ thương bạo này. Buồn ghế sợ buồn. Ý. Ngự. Ý. Nó là lông đúng không? Ừ, nó là lông. Lông em mạnh rồi nhưng mà... Mà lên luôn đi cho nóng hả ơi. Ừ, lên luôn. Lên luôn hả? Rồi. Mà lên luôn chứ để nguội là nó ụt nó ôi đấy. 1 2 3 Đứt bạo. Đi thiệt. Đi thật. Không, nó là thai dòng. 19 ngự. Tức là thai dòng. 19 ngự. Rồi chúng ta cần kèm một con thảo siêu ngự nào. Một lông, một đồng, một mũ. Ok. 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 Bay du. Em có tính rồi bay du nè. Bay du trị liệu em. Nó là offset luôn. Nó HP cũng được. Lại 3 đồ. 1 rác, 2 rác. Tinh thông HP giữ được, em sang tầng Nilo. Tinh thông dòng 9 cái gì đây? Được. Ừ nhưng mà... Được. Cuối cùng. Trong ngày. Mạnh. Mẹ nó ngự đi. HP tinh thông. Ê. Khoan. Cái này... Ly HP này được. Ly HP riêng cái này là nhiều ứng dụng. Nilo các thứ ha. Đó. Nhiều ứng dụng. Nilo Nuvio. Lý không? Là một cái vô dòng. Bỏ đi. Nó như thế nào? 4 nó như thế nào? Khoan. Ê khoan nha. Nạp được. Gớt. Thắng xong lên. Full nạp. Nạp cao. Từ từ nha. Nạp cao. Từ từ nha. Ừ, nạp cao nha. Nạp
ok, nó phải vô nạp nữa. Để coi coi, nó lên 20, lên 20 được. Nạp cao. Dùng mấy cái cộng 4 đi, dùng mấy cái 3-4 nào đi. Ừ. Đúng. À rồi vô tấn công mỗi mình. Chứ không phải là. Rồi. Rồi tới cái này. Vô luôn hả? Vô nè. Nè, hiểu, anh lộ mà tấn sáng công. Sáng bảo tấn công rồi nè. Tấn công nên chứ không phải là nhớ nhắc lại nha, đồ này muốn ngon. Một là vô sát thương bạo. Phải ôn yên sáng vô một vòng. Hoặc là tấn công. Ngoại trừ tấn công flash. Vô. Ừ. Vô. Vô. The next day. Ê, ông Hưng nãy giờ ông dụ mình chơi Honkai Star Rail mọi người. Dạ đi. Ê, 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 của nhà ê, cho. Ê, ê, ôi, ôi. Ê, vô. Wait, làm cho nóng không? Anh muốn làm không? Cái làm luôn đi, cái lớp hôm bữa luôn. Ý nói cái lớp hôm bữa em làm cái video kia đó không tốt lắm. Hết rồi. Thôi. Ok thì nhựa hồi nãy thì của chúng ta thì đã vượt qua được một nửa chặng đường là 1.500 nhựa rồi ha. Bây giờ chúng ta tới với là nửa sau. Ok. Lượt về. Ok, lượt về thì chúng ta có một cái cát. Đi à? Ê. Đi không? Hay giữ? Được hả? Còn cái... Nói chung là cũng tại vì có nhiều thảo cần nạp á. Ok, Leon set. Một cái đồng hồ nạp. Leon set sát thương nguyên thuốc thảo. Ok. Trừ một. Cộng một đồ trap. Ra gì nào? Ui. Còn 1 phút. Nên đồ này dễ tính được. Này thì làm nóng cho nóng nha. Vô. Đây này bạo đi. Ú, ngày sao nó thất vọng rồi. Nhưng mà nó vẫn một nó bị chỉ mình lên một vòng thôi kìa. 14x4. Hơi lâu rồi phải, nhưng Mìm. Mà vẫn 33 thôi, tạm được. Ok, 10x12 okay. Được. Cũng cho được. Một cái đồng hồ nạp được. Tình 4 mà không biết có tỷ lệ bạo không ha. À. Khoan. Có lẽ nào anh nhìn 4 vòng kìa. Từ. Khoan. Coi xung quanh có cái gì không, mình làm luôn. Quốc luôn. Sát thương tỷ lệ tấn công, sát thương tỷ lệ mỗi cái giờ nó thiệt nó trừ tấn công ra. Nó thiệt nó mà đều cũng được đó chứ. Ý nó trừ tấn công ra là nó mỗi không, cái sát thương bạo tỷ lệ được luôn, ao em không cầm được. Ý nói là đều cũng được. Không, nhưng mà ý nó em vẫn muốn cầm cho Nahida cho nên là giờ mỗi cái trừ tấn công nó mỗi cái vô một vòng là xài được ha. Mới nó còn on set nữa trời. Ừ thì cái vấn đề là nó on set đó. Rồi vô thử lần lâu lắm rồi mình mới praise á. Chuẩn bị nha. Các bạn khoan từ trước khi đấy các bạn nhớ nhấn like cho mình. Nhấn like ủng hộ mình nhấn like cái nâng cấp nè. Bấm chuông. Cũng vậy. 3 2 1 cái vô. Vô cái gì? Ooh. Ooh. Yeah baby. That's what I've been waiting for. That's what it's all about. Ooh. Những lai các bạn ơi. Những lai. Oh my god. Ê cái ly thầy là ly thảo mạnh nhất à em. Và nó on set. Mọi người ơi. Wow. Nhìn nè wow. Nhìn nè ly thảo hồi trước ly thảo mạnh nhất à mình nè nhìn nha. Rồi giờ mình thấy cái ly thảo on set vô. Sau đó giờ mình có cái này offset. Cái này tuy là nó cũng ổn á, nhưng mà mình có cái ổn hơn, đó chính là cái của ao hai thùm đang cầm. Nhìn nè 753 tinh thông bị giảm 2 tinh thông thôi. Nhưng mà 75-130. Từ em cầm cái gì ấy? Em cầm trấn. Ủa nó cầm trấn rồi. Ê từ Nahida mình đang top 1% nha. Giờ chúng ta sẽ cho vài phút giải lao và chúng ta xem lại con Nahida lên được bao nhiêu ha. Ok thì nâng cái này nè. Anh nghĩ này dòng thứ tư vô cái gì? Dạ anh chả muốn nghĩ gì nữa. Nó ra tinh thông luôn đi. Mày làm luôn cái tinh thông. Tinh thông rồi xong 40 CV đi cho ao hay thầm cầm luôn cho nó xong ha. Vô. Ừ cho xong luôn. Ray. Em vô này luôn đi. Tinh thông luôn đi. Ủa nó nổi gì vậy trời? Ủa là nó nổi chưa? Rồi nổi chưa vậy? Này nâng chưa? The next day.
cái giờ mày không cần cái ly này nữa, giờ coi thứ coi trước. Ly băng. Từ em mới có đúng một cái ly băng thôi á. Bây giờ từ từ. Ừ thì em mới có một cái ly băng. Bây giờ đầu tiên á là mình sẽ coi coi lên 4 đã. Em có nhân vật nào rồi? Ganh Vũ. Ừ. Để nó em vẫn thích Ganh Vũ. Ra ngoài. Thôi cái kia bữa hôm đó có cái thật ra ly HP đây nè, cho các bạn ở nhà là ly HP này á vẫn có thể sử dụng được. Nếu như bạn là Nilo. Để lại. Ok rồi. Cơ từ HP và không bằng con bằng không có nào. Ừ đã đúng cái mình chết á. Cái ly HP này tinh thông xem tinh thông thì mới ngon thông. À ok ai dạ ai chả á đù gì vậy này chứ gì thôi. Này à ừ thì nó cũng ai lên được tiếp á lên được tiếp á không không vấn đề là anh nhìn cái lông hiện tại nè. Lên được luôn á, em có hai cái lồng cho hai đứa luôn á. Ai xài ai nữa? Shinobu. Shinobu lồng em nè anh. Vẫn cầm được. Shinobu đồ này được. Anh. Lồng Shinobu em nè. Anh thấy cái lồng này không? 100 điểm thì chịu. Ừ. Tai nghe mới nha mọi người, tai nghe mới. Giàu quá. B thì một nạp. Chịu quá nạp. Cái này thì được. Hoa. Hoa bỏ. Ý. Ui. Ý. Từ từ sao lại có nạp nữa đây vậy? Trời ơi. Cái gì vậy? Từ từ cái gì vậy? Cái sao vậy? Nó hơn gì vậy? À. Đầu tiên là cái đồng hồ này. Bây giờ mày mà ra hack. Bây giờ cái gì ngon, cái gì cái dòng thứ tư nó nên là cái gì ta? Đi lại hả? Ờ hết ngon rồi. Không, cái này vẫn được, dù sao cũng cho tăng cơ mà. Thoải mái trừ cái dòng phòng ngự thôi. Đó, nó trừ dòng phòng ngự nó ngon à. Có mọi người. Ừ, thêm lần nạp nữa là ngon nè. Ok, 35 tinh thông thì cũng ok. Cái này cho ra cái này cho Nilo thì hơi nó sẽ khá dễ tính. Ra ngự thì thôi. Nó tinh thông. Cũng được. Rồi, còn cái thứ này. Tiếp theo. Cái ngưỡng này. Ôi luôn anh. Ôi luôn. À, mà cũng... Em sợ à? Sợ hả? Nó 20 nạp rồi. Đi. Good. Em nói, em nói 20 nạp good. Ê giờ lần này nó đổ thêm cái nó tỷ lệ. Nó mà nhích lên 14 là ngon nha. Nè thêm cái tỷ lệ nữa nè. À. Cũng được. Wow. Cái này thì hơi yếu hơn xíu về tỷ lệ nhưng mà dòng đẹp hơn ha. Giữ được. Nó có dòng tấn công, nó dòng tấn công giữ được. Cái này sẽ ngon hơn cho Hải nè. Ừ. Ngày mới. Đồ mới. Lắp cái gọi cũ. Cái gọi cũ là 30 CV Onset Naida đúng không? Maybe. Cái đầu tiên chúng ta có phòng ngự. Trước mắt là chúng ta cộng 3 rác rồi. Vậy là được một món rồi đó mọi người. Không. À cũng giữ được không? Cũng được. Cái này cũng bỏ được. Cũng bỏ được. Rồi nhựa cuối cùng của ngày. Phòng ngự. Một cái bỏ được này. Giữ được này. đúng tiêu chí rồi còn gì nữa, một cái gì nữa. Lần lòng trước. Ừ đó hợp lý nè, hợp lý trừ một nè, nghi ra ngự lắm nè, tấn công rồi xui ghê chứ, xui ghê phải test xui bị xui. Ừ xui là phải test, bị xui là hơi à, rồi. Hơi nhiều tinh thông ở đoạn này nhưng mà hát phải ổn, không có gì hết. Ok, good. Mặc dù thua nguyên đoạn nhưng mà có nhiều hát phải hơn. Thua hẳn. Ổn. Rồi, cái này. Ok. Ngự. Mạnh. May mạnh. Rồi, nhân vật chính của ngày hôm nay. Nhân vật chính. Anh Long sẽ húp. Em không có chơi anh Long. Nahida, xin lỗi. Phu sẽ húp. Hai. Mọi người nghĩ vô cái gì? Comment xuống phần bình luận ở bên dưới nha. Ok. Nếu mọi người ghi
HP. Thì hơi mệt nha. Ok, 3 1 2 3 Hey. Vô cái gì? Ai Ai chịu chịu, đâu phải lần nào praise nó cũng hiệu quả đâu. The next day. Ngày mới, hôm nay là theo như áp quay chó. Là Ron Hanabi đấy. Để coi là thằng ốc có ra hay không á. À Ron thánh di vật chứ không Ron Hanabi thôi người.